chú Lễ, chú Lễ, chú Lễ. Bác Lễ, bác Lễ. Chú Lễ đâu, chú Lễ? Tối khu phố ngồi đây hả? Thằng ăn, chú đừng cầm cái gì hôn quá. Về nhà tôi phải có chó không? Cái gì vậy? Cho nó ăn chè giùm tao đi. Chú dẹp nó đi hôn quá. Về nhà tao giờ chè tùm lum. Trời khổ ghê. Cái gì kỳ vậy? Chuyện gì vậy? Người phụ nữ mà chú Hằng yêu mến bến nhất thì bây giờ tối đầy nhà hết. Trời ơi, bộ Trâm nó mới lấy Hải Anh về mà nó hư dữ vậy chú? Trâm nó mới về nó đâu dám quậy đâu. Vậy là ai? Ai? Bà Hạnh. Gì? Hạnh? Hả? Vợ con hôm nay đi đâu mà sao ra nhà bếp có để nó luôn sao buồn. Lại má ơi, con quỷ. Quỷ cái gì mà quỷ? Bà đó hả, bà Hạnh? Hôm nay bà làm cái gì mà bà quậy nguyên cái bếp tùm lum tà la vậy? Trời, Lễ, mày 50 tao 50. Trời, mày tao cũng tôi luôn. Trời, hôm nay bà xỉn dữ rồi. Uống đây, đừng có nói nhiều. Uống đứa 50% quất tôi... hết chai rượu cho tao. Tôi ngờ bà đổ đốn bà nhậu nhẹt vậy. Giờ không uống cứu bà, bà uống bà xỉn. Má ơi, nước mắm. Nước mắm mà bà uống được hả? Bà muốn kho chồng bà hả? Nghĩ sao nói này nước mắm. Nước mắm. Thằng chồng tôi nó xỉn rồi. Nó nói này nước mắm. Ê, đừng uống. Ê, nước mắm. Nước mắm. Mặn cá. Trời ơi. Thôi. Bà có giận tôi, thì bà nói. Tự nhiên bà uống nước mắm chi vậy? Rồi bỏ muối vô chi cho mặn cát á. Bà muốn kho bao tử bà hả? Uống rượu mà sai ta nào sai. Bà không sai. Xin mời anh nâng ly cùng tôi. Nào ta còn anh. Đừng làm anh sợ. Tại sao hôm nay uống rượu dữ vậy? Uống để lấy bình tĩnh. Quậy Lễ. Ông muốn quậy thì đổ tôi tắm rửa đàng hoàng, tôi vô phòng đóng cửa lại rồi bà cũng quậy, đừng để bà con ở sớm tao thấy gia đình kiểu máu mà. Hùng hả? Cái gì? Hùng sao mà đóng cửa quậy tại chỗ này? Ông muốn quậy cái gì? Mấy chục năm nay rồi ông bạo hành tinh thần của tôi, ông ăn hiếp tôi, cho nên hôm nay tôi phải nhậu quậy thì bà... quậy quá cần giờ luôn. Quậy quá cần tôi. Cần giờ. Mà uống rượu rồi bà muốn sướng đâu, sướng uống rồi cần giờ, quậy quá cần giờ. Để tôi lấy cái thau. Để tôi lấy cái thau. Chết cái nón bảo hiểm tôi rồi. Tin chấn động, tin chấn động. Ông Lễ, người đàn ông cuối cùng mạnh mẽ nhất trong hẻm Hoàng Hoa này đã bắt đầu sợ vợ. Sợ? Giờ này chưa tới nữa. Nghe nói gia đình nó lục đục dữ lắm. Ủa? Mặt cháu, hợp hội gì mà mặt mày căng thẳng quá vậy? Bình thường đi, bình thường. Dạ, bình thường, quên bình thường mà. Vợ của bác giật mình là đúng rồi. Tụi bay giật mình bè theo thằng kia giống như ban nhạc vậy, nhục không? À, dạ, bác công cảm. Tại Lệ vợ con á, đi ra đi vô cả ngày cả trăm lần vậy đó. Con sợ đến nỗi mà con lớn không nổi luôn đó. Em đỡ hơn anh. Dù sao nhà cũng có mẹ em bảo kê. Nhưng mà mỗi lần mẹ em đi ra khỏi nhà hoặc là em bước vô phòng vợ em một cái là em bị quýnh double luôn. Là vậy em dám sử dụng ô dù. Đó. Bác, con thấy bác trong cái hẻm này nè, bác là người lớn tuổi nhất nên con bầu chọn bác là hội trưởng hội không sợ vợ của đàn ông trong hẻm Hoàng Hoa này có được không? Tụi mình thằng nào cũng sợ vợ hết, lập ra cái hội sợ vợ mới đúng chứ. Dạ đúng rồi, bởi vì chúng ta ai cũng sợ vợ như nhau hết trơn á. Trời á, lập cái hội để ra làm gì? Để chúng ta có cớ gặp gỡ nhau, bài giải, chia sẻ tâm sự và bảo vệ lẫn nhau. Kính vợ mới đắc thọ, sợ vợ mới sống lâu, nể vợ mới bất ưu sầu, để vợ trên đầu là vạn sự bình an, mà để vợ trên bàn là trường sinh bất lão đó. Má ơi, thờ luôn. Mày nói thơ tôi nhục quá. Dạ con thấy ảnh nói con nghe là con đồng ý, con thích lắm. Hai tay hai chân đồng ý luôn, anh nói là số 1 rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng. Nếu mà làm vậy á, phải rủ Vũ gì thấy anh. Đúng. Tụi nó cũng sợ vợ vậy, nó phải vô cái hội không sợ vợ của mình vậy mới công bằng. Đúng. Nữa quá.
Bắt cá học hỏi gì mà mặt mày căng thẳng vậy? Bình thường đi. Bình thường đi. Dạ dạ, bình thường mà. Dạ. Gì vậy? Vô kêu Hải Anh ra gặp ba nó gấp. Lúc nãy em kêu Hải Anh ra đây để tham gia hội họp gì đó, rồi đăng ký làm hội viên. Nhưng mà con Trâm nó không cho ra. Con Trâm nó nói gì mà nó không dám ra? À, con Trâm nó nói như vậy nè. Ba cái chuyện mà hợp hội để là không sợ vợ đó, thì nó cấm tiệc không cho thằng Hải Anh tham gia, để tránh hiểm họa về lâu về dài đó ông. Con hơn cha là nhà có phúc. Dạ. Mà con sợ vợ hơn cha, có phúc không ta?